Cuối năm 2023, Ủy ban nhân dân xã Thành Yên, huyện miền núi Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa cấp 16 con trâu bò sinh sản cho các hộ nghèo ở thôn Thành Tân. Trong số hộ nghèo được cấp trâu bò, có gia đình ông Đinh Xuân Tính, bí thư chi bộ, kim trưởng thôn này khiến người dân bức xúc. Được biết, mỗi con trâu nhà nước cấp trị giá 16 triệu đồng, mỗi con bò trị giá 13 triệu đồng. Đồng thời, nhà nước hỗ trợ thêm 2 triệu đồng cho hộ nghèo làm chuồng trại. Chiều ngày 26 tháng 2, ông Đinh Xuân Tính, bí thư chi bộ, kim trưởng thôn Thành Tân cho biết, trong số hộ nghèo được nhận trâu bò có cả gia đình ông nhận một con trâu bởi vì gia đình ông cũng thuộc diện hộ nghèo. Ngoài ra gia đình anh con nhà ông bác họ và gia đình em trai ông Tính cũng nhận mỗi nhà một con trâu. Hai hộ này cũng thuộc hộ nghèo của thôn. Sau khi nhận thức về việc nhận trâu chưa hợp lý, Chiều ngày 25 tháng 2, ông Tính đã làm đơn tự nguyện trả lại con trâu để người dân trong thôn Bình Xét hộ nghèo khác nhận về nuôi. Liên quan đến vụ việc, ông Nguyễn Văn Phương, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thành Yên cho biết, Chiều ngày 25 tháng 2, phòng chức năng Ủy ban nhân dân huyện Thạch Thành, lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã Thành Yên đã họp cùng người dân thôn Thành Tân qua xác minh, Ủy ban nhân dân xã nhận thấy quy trình xét duyệt hồ sơ của hộ nghèo nhận trâu bò năm 2023 tại thôn Thành Tân là chưa hợp lý vì bí thư chi bộ, trưởng thôn không tổ chức họp toàn dân để bình xét mà chỉ họp ban công tác mặt trận thôn gây bức xúc trong dân. Hiện nay, Ủy ban nhân dân xã đã nhận được đơn của ông Đinh Xuân Tính về việc trả con trâu trong dự án. Ủy ban nhân dân xã đã báo cáo vụ việc với Ủy ban nhân dân huyện và đang chờ chỉ đạo của lãnh đạo huyện để xử lý vụ việc này.